vẫn qua được bình thường, em hiểu không, mà đông quá sợ đông khách rồi theo thói quen ừ. tiếc. Đã thì tất nhiên mình phải quay rồi, dù có bạn cũng quay chị. Còn bình thường, còn mà tệ thôi. Để nói ra cho tụi không biết á, tụi tưởng môi chị làm đồ này kia có rồi. Mấy hầu do ta cho nhiều quá rồi, giờ trừ không có. Thành ra là cũng ngại ngại. Trừ đưa nhiều rồi, trừ không đưa nữa khó chịu chứ. Thôi tụi ăn chắc cũng biết. Chơi nhiều thứ. Nhưng mà Chị không có quen thì nói chi. đi là giờ mới không quen đúng không? Thì chị có thì tụi hắn đâu bao giờ mà thiệt đâu lo, nhưng mà do xu không có thôi. Đúng miệng cảm giác mà thấp lên cao thì nên giải bằng cách từ cao mà lùi xuống tí không kia. bởi tự nhiên mi đang giàu mi nghèo là khó lắm, còn mà tự nhiên là đó vậy mình cứ em bớt tiền đường để cho lo lòng làm kia à, em bớt rồi em cũng không em cũng tự nhiên khó chịu lắm. Trong khi là chị thấy là chị thiệt luôn á, em chị tính ở trên kia là chị thấy là nó chỉ đủ, nó chỉ dư được chị giỏi hơn 10 triệu là cao tay á, bằng gì cho thuê nhà luôn. Trong khi nhà cửa đồ có chi mình lo, khách khứa đồ cũng là người trách nhiệm cũng là mình. Thôi kệ, ai biết được đâu mà, có lúc này lúc kia chứ. Mà đồ chi bữa nay cũng lây mới đâu đào. Cà phê mà cũng lây nữa rồi kìa. Chị gửi rác mà qua em đặt năm 43.000 mình còn đến 47.000 Biết ra không? Sáng lây quá đi thì làm pháp rồi đó. Cái chi cũng lây nè. Xăng tăng là mấy đứa ta đã bán xe luôn biết rồi. mấy đứa chạy chạy đã nói tội lắm, kêu em nghĩ rằng mà mình đặt xong kêu mình hủy giùm chứ kìa, vì đang thu 35% chị. Hắn nói làm cái chi hết có cái app thôi mà lấy người ta 35%. Thế thì sự thì thế là đang cỡ hồi xưa 20% họ thấy cao rồi, tăng 30-35 luôn. Thế mình thấy tội là mình cũng bị. Mình là ý mình có bị gì không? Không chị. Mình không bị chứ, nhưng mà đi trên chuyến xe đó mà mình có vấn đề chi là ừ. Như là chở không đàng hoàng rồi. Tài xế ok rồi đó chị, không có đó. Nhưng mà tụi hắn cũng cũng vất vả mà, nói chung là áp thì cũng chung cái chị cũng có cái giá của nó. Tạo ra cái áp đâu đơn giản. Mụn này tính là nhìn không có được chi luôn á. Xe của họ ha, ví là dụ là 10.000 là hắn có 3.500 à. Phần ba chị Loan ông em đi hết 181 mà ông kêu ông nhận được về có 72.000 thôi, ông kêu đó. Mà ông kêu 72.000 mà còn xe tiền xăng này, tiền xe hư này rồi mi kia tùm lum thứ á. Thì đó, bởi chị mới nói là nó nhiều cái lắm. Đi bởi chị sắm cái xe vậy thấy cũng mệt nữa, đừng có nói. Nên thấy sắm cái xe ra là tiền không luôn á, cái nó là tiêu sản mà. Thiệt đó chứ. Mua đất mua nhà được chứ mua xe là ừ. Mua xe là một sai lầm. Từ khi ta giàu quá thì mới hôm nay mua xe. Ừ. Diễn xô mụn à. Chán vậy mụn.
ok. Nhìn cũng được chứ đúng không? Nên nói tháng này em nghỉ mấy ngày thì đưa lương rồi mới hỏi là răng bay, đưa lương rồi mới hỏi là răng, biết hỏi cho vui, hỏi cho có. À, thưởng không? Có tiền đâu thưởng mày. Nói với thơ thì thế đi. Không, em cứ nói bình thường thôi, nói y như chị nói nữa. Còn lên xuống mà không có nói, không có lương của mình không có nói, bởi chị đưa là không có nói cho ai biết, ai biết nữa. Lương là mỗi đứa khác nhau nên là đừng có hỏi nhau chi. Hay là ai hỏi cũng không có nói được, đều nói chị lo không cho nói. Nói dự lần trừ lương cho nghỉ việc. Không khéo là chỗ nó rớt. Không phải là không có nên như rớt. Tại vì không phải ai cũng như mình, em hiểu không? Nhưng mà không phải ai cũng như mình đó, chị nói đơn giản một câu đó là em hiểu. Người họ nhìn rớt nhưng họ không phải rớt. Họ đố kỵ cho mày biết. Đó là chị nói đơn giản, chị nói để em hiểu con người mình không ngờ được nhiều cái lắm. Giấu được giấu. Không giấu được thôi. Thế là đừng có thật quá là được. Lương càng cao thì trách nhiệm càng cao thôi chứ sao trời. Đúng rồi. Mà hiện theo cái này cũng sướng thì sao này có cái nghề nè. Đỡ. Hiền hay. Chứ em bán hàng nữa là sao này không có cái gì. Không có một cái chi trời. Trời ơi, cô nó nhiều mà xí xí không á. Chị định xí thì tìm hết cái thùng, chứ mặt chị bị sừng quá. Tìm luôn cha, giữ luôn. Mà đang hậu hay giá hai chị. Dạ không chị ghê. Dạ bà chắc xí bình thường. Dạ chị chắc không phải 3 ngày ví dụ. Xíu xíu. Trong bụng hồi nãy nó trâu hơn. Hôm nay là gấp mấy lần này. Hiền này. À, hồi nãy đâu phải Hiền quay. Đi quay. Đúng à? Ngày mua mình mới cột đầu, mình mới quen cái lực chứ còn lâu lâu chọc vô cái. Cái ra. Mỏi tay. Con đẹp thì, hai chị em sinh đâu đẹp thì sợ luôn á. Nằm xuống là giống nhau mà. Nhưng mà con áo trắng đẹp hơn. Áo trắng là chị. Ờ, à, áo trắng đẹp.
Rắn xịt mười gái hơn. Ở đâu có ấy gì đó. Nhìn lai. Nhìn lai sợ luôn. Ừ, nhìn xinh dễ sợ. Ngồi ta giới thiệu cho bà Cúc với khách. Wow. Cái đầu ngồi gậu cái đầu nó không may cho mình gậu đó. Mình vô là chọn đúng. Đâu có nhùi luôn. Ừ. Bỏ dầu à. Hồi nãy không bỏ dầu. Gọi thêm 20 ngày cái dầu xả chứ đó chị. Một màu chứ đó. Ừ. Vịt màu vàng. Chị đó. Nó đã lắm. Màu đó là một con đỡ. Khô nhé. Ừ. Một cái